tôi là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến coraShop24h.com. Hôm nay tôi sẽ đến nhà ông ta để xin cảm nhận của ông sau khi sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàn Hoàn của coraShop.com. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi đến nhà ông nhé. Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở nhà ông Tha, là người đang sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàn Hoàn của siêu thị trực tuyến coraShop24h.com. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những cảm nhận của ông sau khi ông sử dụng sản phẩm này nhé. Cháu chào ông ạ. Dạ. Cháu được biết là ông đang sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàn Hoàn của bên chúng cháu đúng không ạ? Rồi. Thầy, đây cái này là tôi vừa mới bỏ nước sáng nhau uống. Thế ạ? Thế thì tôi thấy là người nó hơi mệt mệt. À, thì uống vào cái này thì thấy nó tỉnh ra. Thế ạ? Thế là thì, thế được hàng tháng thì tôi uống một viên. À vâng. Tháng nào cũng thế. Vâng. Thế này để cho nó khỏe lên một tí. Vâng. Bây giờ mình có tuổi rồi. Vâng. Gần 70 nơi rồi. Thế nên hơi uống cái này cảm thấy nó có tiến triển, cái người vâng. nó hơi bừng lên. Vâng. Đấy. Thì trước kia thì ông có bị những bệnh như là về tim mạch hay về huyết áp hay là mỡ máu hoặc là thần kinh hay mệt mỏi không ạ? Cái này thì trong tôi là cán bộ công tác về hưu thì vâng. cái áp huyết vâng. thì đi khám lúc nào nó có áp huyết nhưng mà nó cũng ổn định, không có cao vâng. nó chỉ tầm 130 độ này vâng. đấy, 30-80 vâng. Thế thì các bác sĩ bảo cái tuổi này thì cũng bình thường thôi, không nên vâng. nỗi sợ lắm vâng. Thế nên là chúng cháu phát thuốc cho ông cứ uống vâng. cứ để cho nó người cho nó ổn định vâng. Đấy. Vâng, đúng rồi ạ, sản phẩm này nếu như mà ông sử dụng thường xuyên nó có tác dụng phòng đột quỵ đấy ạ. Vì bây giờ với tuổi mà gần 70 thì nó cũng dẫn đến có rất nhiều các cái biến chứng có thể gây tai biến ạ. Nếu như ông sử dụng thường xuyên thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của mình. Thứ nhất là nó ổn định huyết áp, điều hòa máu trong cơ thể và hơn nữa là có một đặc điểm ưu việt đấy là nó làm cho thần kinh chúng ta luôn luôn thoải mái á, giấc ngủ sẽ ngon hơn đúng không ạ? Rồi nó sảng khoái lên. Vâng, cháu cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ của ông sau khi sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàn Hoàn. Cháu cũng thấy là ông đặt hàng khá nhiều bên siêu thị trực tuyến coraShop24h.com. Vậy thì không biết là ông chỉ dùng cho một mình hay là dùng cho cả những ai nữa? Chung với hàng xóm tôi là mấy người cũng thích hỏi mua đấy, tôi cũng lấy giúp cho vâng. các em tôi, vâng. các gì các kiếp là cũng thích. Thế vâng. ông bà thư thì thằng anh mua cho em một ở vâng. thì vì uống cái này thì hỏi cái gì bảo, thì uống có vấn đề nhưng mà không, em muốn thấy những người nó phải đạt. À thế ạ? Vâng, thì tuyệt vời quá. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông về những chia sẻ của ông. Hôm nay bên cháu có mang tới một sản phẩm đó là dầu nóng Hàn Quốc để tặng ông. Thì thời tiết miền Bắc thì hiện nay đang thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh nên là khi mà cơ thể của chúng ta thì sẽ hay bị đau nhức ạ. Sản phẩm này ông có thể dùng để xoa lên những vết đau của mình. Sau đó thì nó là dầu nóng, ông massage nhẹ và lấy cái phần này ạ. Nó sẽ giúp ông massage và thấm đều dầu vào, sẽ xua tan các vết cơn đau của ông ạ. Cháu tặng ông ạ. Xin nhé. Cháu cảm ơn ông ạ. Và cháu chúc ông ngày càng mạnh khỏe, sức khỏe để sống bên con cháu ạ. Cháu cảm ơn ông. Vâng, các bạn đã nghe thấy những cảm nhận rất là hữu ích từ ông Tha, là người đang trực tiếp sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàn Hoàn. Để cần mua hàng hay là cần tư vấn thêm về sản phẩm An Cung Ngư Hoàn Hoàn hay bất cứ một sản phẩm nào của Hàn Quốc thì các bạn chỉ cần vào trang web siêu thị trực tuyến coraShop24h.com hoặc liên hệ ngay với hotline của chúng tôi theo số 0904886428. Các bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí và đặt hàng nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.